chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn tô màu sao cho thật là đẹp. Bây giờ chúng ta cũng bắt đầu nào. Xin chào các bạn nha, bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết tô màu như vậy. Cuộc đời chứ chịu. Thank you.
Như vậy xem mình nghe cái chung rồi bạn.